Hello, xin chào tất cả các anh chị, lại là Nam đây. Thì ngày hôm nay bên Nam vừa cập bến thêm được vài xe Future 2022 màu trắng đen. Xe này sử dụng bánh mâm thắng đĩa nha anh chị. Thời gian qua thì có rất là nhiều anh chị khách hàng tìm kiếm cái xe Future màu trắng này để mua nè. Đặc biệt là các bạn trẻ rất là thích cái màu trắng của xe Future này. Thì trong tất cả các màu của xe Future thì cái màu trắng là bên Nam bán chạy nhất, màu trắng được khách hàng ưa chuộng nhất luôn. Ngày hôm nay em sẽ quay lại cho anh chị xem cái chiếc xe Future màu trắng đen này rồi báo giá luôn, để cho anh chị nào đang quan tâm về chiếc xe Future trắng đen này thì chúng ta sẽ tham khảo nha. Hiện tại thì Nam đang là nhân viên bán hàng của Head Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Anh chị nằm ở gần khu vực này, đặc biệt là Đồng Tháp ha, có nhu cầu muốn mua xe Honda các loại đó thì cứ liên hệ Nam, em sẽ hỗ trợ anh chị một cách tối đa nhất. Cái địa chỉ và số điện thoại em sẽ để bên dưới phần mô tả của video nha. Đa phần Nam bán cái xe Future này là về một số anh chị thường hay up lên quay 125i hay gọi là quay Thái anh chị, trắng đen up thành trắng đỏ ha. Thì theo những anh chị đã chia sẻ là những anh chị đã mua xe này về sau khi làm thủ tục xong thì sẽ thay đổi một số bộ phận, ví dụ như cái dây yên nè, từ màu đen sẽ chuyển qua màu đỏ nè, hai cái yếm chỗ này, yếm ổ khóa và cái bờ cổ, những nói chung là những cái phần đen này nè sẽ chuyển thành cái màu đỏ, là nó khá giống với quay Thái rồi, giống khoảng 80% rồi. Bên cạnh đó thì có một số anh chị sẽ đi luôn cái tem quay 125i luôn. Cái này là Nam chỉ nói những cái vấn đề cơ bản thôi nha anh chị, chứ không thể nào mà soi chi tiết nha. Soi chi tiết thì có rất là nhiều thứ, những cái cơ bản thôi. Đó là kinh nghiệm của những anh chị khách hàng đã làm rồi và chia sẻ với Nam. Nam chia sẻ lại với anh chị ha. Đa phần là anh chị mua màu trắng này về là up lên quay 125i, Nam thấy đa số là vậy. Rồi xe này thì nó quá quen thuộc rồi, Nam chủ yếu là quay sơ lược lại để cho anh chị xem thôi, chủ yếu là xem cái màu thôi. Tất cả xe Future bây giờ là phun xăng điện tử FI hết nha anh chị, không còn bình xăng con nha. Màu trắng, xe màu trắng thì nhìn lúc nào nó cũng sang trọng hết, tùy quan niệm mỗi người nha anh chị. Và nếu mà nói về phong thủy thì màu trắng cực kỳ hợp với anh chị nào có phong thủy là mệnh kim luôn á. Xe này sử dụng công nghệ đèn pha cốt là dạng LED nè. Đây là phần đầu xe nè, ở giữa nó có cái chữ Honda nè, 3D nổi, chữ này chữ nổi nha anh chị. Và thường Nam bán xe Future này về, đa số các anh chị sẽ về gắn thêm cái gỗ phía trước này. 10 xe là Nam thấy hết 6-7 xe gắn cái gỗ rồi. Thì những anh chị đã gắn gỗ chia sẻ là muốn gắn được cái gỗ cho chiếc xe Future này á, thứ nhất là chúng ta phải mua cái bát ở bên trong, lắp vào bên trong. Thứ hai là chúng ta khoét hai cái lỗ chỗ này. Còn nếu như anh chị nào không muốn khoét thì chúng ta có thể mua cái mặt nạ của chiếc quay 125i lắp vào luôn, nó giống nhau nha anh chị. Nhưng mà cái mặt nạ quay 125i thì nó sẽ có hai cái lỗ zin ha, khỏi cần khoét. Thì cái đó tùy theo cái nhu cầu của từng người nha anh chị. Rồi sau đó chúng ta lắp cái rổ vào. Đa phần là những anh chị mua xe Future đều về lắp cái rổ hết, Nam thấy là như vậy. Rồi hai bên cánh bửng thì có logo cánh chim Honda nè. Xe này sử dụng bánh mâm nha anh chị. Cái màu trắng này là không có bánh căm nha anh chị. Nếu như màu trắng này chạy bánh căm là không đúng zin của nhà máy ha. Nếu như chúng ta chấp nhận đổi bánh qua thì ok, không vấn đề gì. Còn zin của màu trắng là chỉ có bánh mâm thôi. Và tất cả xe Future là sử dụng mâm đĩa nha anh chị. Mâm đĩa ha, và căm cũng là căm đĩa luôn, chứ không có thắng bố nha anh chị. Chỉ có thắng bố phía sau thôi, tất cả phía trước là thắng đĩa hết. Đây là thắng đĩa của xe nè. Mâm thì mâm 5 cây nha anh chị, sơn màu đen, đi vỏ là vỏ có ruột nha. Đây, vỏ này là vỏ có ruột. Mâm sơn đen, phuộc sơn bạc. Và có một điều rất ấn tượng đối với chiếc xe Future này, đó là mức tiêu hao nhiên liệu có thể nói là tốt nhất trong tất cả các dòng xe số bình dân của Honda Việt Nam mình luôn anh chị. Phân khúc tầm trung trở xuống á, thì Future này có mức tiêu hao nhiên liệu là 1.54 lít trên 100 km nha anh chị. Mức tiêu hao nhiên liệu khá tốt ha, có thể nói là rất tốt trong phân khúc này luôn á. Rồi dòng ra phía sau, xe này mang hai tông màu chủ đạo nha anh chị, màu trắng với màu đen. Lốc máy thì sơn màu xám ghi đậm. Đây sẽ quay cận với lốc máy cho anh chị thấy ha. Màu xám ghi đậm. Và dung tích thay nhớt của xe này 0.8 nha anh chị, 800 ml. Đây thì có cái ký hiệu phun xăng điện tử nè, BGMFI nè. Cần đạp thì không có cái cục thun chỗ này nha anh chị. Tất cả xe Honda bây giờ Wildfire, RSX, Black Future thì không có cục thun chỗ này ha. Có rất là nhiều anh chị khách hàng hỏi Nam sao cục thun nó mất tiêu rồi. Rồi, option thì có cái chữ Future nè, 3D nổi là xi màu trắng nè. Đó, đây có số 125.
chữ này chữ nổi nha anh chị. Rồi màu trắng này cũng có kim tuyến luôn á anh chị, em sẽ quay cho anh chị thấy nè. Ánh cái ánh đèn sẽ nổi lên kim tuyến nè. Thường thường kim tuyến chúng ta ra ngoài trời nắng chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Rồi bô xe, bát bô thì bằng inox nha anh chị, phột thì lò xo sơn màu bạc. Đây mâm sao đây, tất cả mâm 17 anh hết nha anh chị, mâm 5 cây, tháng sau là tháng 4, tháng cơ bình thường ha. Tháng cơ bình thường thôi. Cụm đèn hậu nè, thiết kế liền khói, đèn halogen hết. Rồi option bên trái cũng như option bên phải ha, có chữ khu chờ 3D nổi xi màu trắng nè, phía trước có số 125i nè. Ôi xin lỗi, số 125 thôi, không có y. Rồi có một số anh chị khách hàng nói cái chữ này chóp ra rồi sao. Thì bên phụ tùng nó sẽ có cái chữ này nha anh chị. Cái chữ này tầm khoảng 100.000 đổ lại. Cái này tùy tùy nơi bán nha, chính hãng luôn. Rồi bên đây thì bọc sơn, sơn màu xám ghi đậm ha. Rồi dọc ra phía trước nè, lốc máy bên trái nè. Đây là cần số. Xe này còn bắt thêm cái cản gác chân nha anh chị, thì xe mới bên em chưa có bắt ha, khi nào khách hàng mua bên em mới ráp hoàn chỉnh nha. Rồi đây là phần đồng hồ của xe nè. Đó, góc này anh chị sẽ dễ thấy nè, đồng hồ này thiết kế khá đẹp ha, riêng nhận định cá nhân của Nam nó đầy đủ tất cả các thông tin luôn. Nhưng mà hy vọng rằng trong tương lai xe Future sẽ có thêm cái đồng hồ điện tử nha anh chị, và nó sẽ cải tiến ổ khóa thông minh. Nam hy vọng là vậy. Đây có pha nè, kèn xi nhan, tay cầm nè. Bên đây thì có nút khởi động. Vấn đề công tắc đèn thì đã nói nhiều lần ha, tất cả xe bây giờ thì không có công tắc đèn. Rồi giữa có logo cánh chim Honda. Đây là báo vận tốc, km, báo xăng, nhanh trái phải, báo cấp số 1234 luôn, rất là dễ sử dụng ha. Còn đây là ổ khóa của xe nè. Chìa khóa cơ thôi, nhưng mà hy vọng rằng trong tương lai Future sẽ có ổ khóa thông minh Smart Key. Nam hy vọng là như vậy, không biết anh chị có giống Nam không. Anh chị có thể chia sẻ comment của mình để lại bên dưới những cái mong muốn mà anh chị muốn chiếc Future này cải tiến ha. Hy vọng rằng Honda sẽ lắng nghe người tiêu dùng nhiều hơn. Rồi đây là thông số của xe nè, năm sản xuất 2022 nè, phiên bản bánh mâm là 105 kg nha anh chị, bánh căm là 104 kg, nhưng mà đây chỉ là trọng lượng thô thôi nha, nghĩa là chưa có tính xăng cộ chưa gì hết nè. Anh chị gắn thêm ba ga được chẳng hạn, đổ xăng thêm thì trọng lượng nó sẽ tăng lên ha. Rồi đây là phần tay dắt phía sau ha, là sơn màu bạc bằng gan anh chị, rất là chắc chắn, anh chị cứ yên tâm ha. Mở yên lên. Cốp xe thì khá rộng ha, để được hai mũ bô hiểm loại nửa đầu hoặc là một số vật dụng cơ bản khác. Bình xăng thì 4.6 để dưới yên luôn. Đây cốp xe đây, có sách hướng dẫn nó đầy đủ luôn. Đây là cụm bơm xăng FI. Đi quanh một vòng nữa cho anh chị xem nha. Trắng này nhìn khá là sang. Phiên bản 21 là cái tông là trắng nâu, còn phiên bản 22 là trắng đen nha anh chị. Bên Nam thì hiện tại chỉ còn mẫu 22 thôi, mẫu 21 thì hiện tại không còn hàng nữa rồi. Đó là tất cả thông tin về chiếc xe Future này ha. Rồi hôm nay là tuần thứ 3 của tháng 4 2022 rồi. Thì hiện tại chiếc xe Future này bên em đang bán ra mức giá là 39 triệu nha anh chị. Giá xe chưa bao gồm phí lăn bánh ha. Và giá xe có thể dao động tùy theo từng thời điểm nha anh chị. Anh chị nào muốn biết giá tại thời điểm anh chị mua như thế nào, giá cả có thay đổi gì không thì liên hệ Nam ha. Địa chỉ và số điện thoại Nam để bên dưới phần mô tả của video nha. Bên Nam cũng bán trả góp đồ đầy đủ luôn nha anh chị. Thủ tục thì chứng minh nhân dân với lại sổ hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân với lại bằng lái xe, tất cả bằng gốc. Còn nếu như anh chị nào đã làm căn cước rồi thì chỉ cần duy nhất thẻ căn cước thôi là được nha. Trả góp thì bên Nam chỉ hỗ trợ trả góp trong tỉnh thôi nha anh chị, còn ngoài tỉnh thì bên Nam không hỗ trợ trả góp được ha. Chỉ là giao hồ sơ hải quan cầm tay gì anh chị tự đóng thế trước bạ với lại bấm số thôi, nghĩa là mình tự đăng ký á. Tại vì ngoài tỉnh bên Nam không có nhân sự để làm ha, anh chị thông cảm nha. Và có một số anh chị hỏi là bên Nam có ship xe không, thì Nam trả lời luôn ha, bên Nam không có ship xe nha anh chị, chỉ bán tại cửa hàng thôi. Tại vì Nam là người làm thuê thôi, công ty không có chương trình ship xe nên Nam không có ship được nha anh chị. Có rất là nhiều anh chị hiểu lầm Nam là chủ. Nam chỉ là người làm thuê thôi, Nam chỉ cập nhật thông tin chia sẻ với anh chị thôi. Anh chị nào cảm thấy thông tin hữu ích
thì liên hệ Nam ha. Đó, bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây nghe anh chị. Anh chị nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về những dòng xe mới nè, về giá xe nè, về chương trình trả góp nè. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian quý báu của mình để xem video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé.